Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì xe đạp MB sẽ giới thiệu cho mọi người xem cái con xe thể thao Nhật Bản thương hiệu là Marin. Và dòng xe này thì đã có tút lại toàn bộ cái màu sơn rồi, cho nên là nó sẽ không thích hợp với những anh em thích cái độ zin của xe. Tức là những cái chi tiết phụ tùng của nó thì đều là zin thôi, nhưng mà có cái màu sơn mình đã sơn lại hết tất cả luôn, không có dặm một chỗ nào cả mà là sơn lại cả luôn. Bây giờ thì mình sẽ quay rõ hơn cho mọi người xem. Nếu mà ai đã có từng tìm hiểu qua cái dòng xe đạp Nhật Bản thương hiệu Marin này rồi thì mọi người sẽ biết đặc trưng của cái khung sườn của nó, thì cái ống sườn phía dưới nó hơi cong một tí, cũng như là cái hình dạng của ống sườn phía dưới nó không phải là hình tròn mà nó có những cái đường gân giống như là lục giác. Đây mình sẽ quay rõ lại cho mọi người dễ xem hơn. Thằng này thì là xe Nhật Bản cho nên là ở phía dưới lườn của xe nó vẫn còn được cái tem đăng ký đăng kiểm tại thị trường Nhật. Đây để mình quay cho mọi người xem. Đây ngay chỗ này nó còn cái tem màu vàng. Khung sườn thì bằng nhôm và cái càng xe chỗ này được cấu tạo là carbon, kết hợp với cái dáng sườn dạng như là nó cong như thế sẽ làm cho cái xe đi rất là lướt và rất là trớn. Vành niềng của xe là vành niềng nhôm hai lớp thương hiệu là Shimano R500, cả trước và sau đều giống nhau. Và không thể thiếu thì đi với cái vành niềng này là cái đùm Shimano R500 luôn, đồng bộ với ở phía sau cũng như vậy, cũng là đùm Shimano R500. Đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm và nó có 3 tầng dĩa. Ở đây thì cái miếng chắn xích nó vẫn còn. Pedal là pedal zin và nó còn đầy đủ hai mặt phản quang. Xe này sử dụng bộ rúp là Shimano Atut với 8 tầng lip, 3 dĩa và 8 lip. Thì xe có tổng cộng 24 tốc độ số. Và tất cả những chi tiết phụ tùng này mình đã có làm mới lại rồi. Như cái càng thắng chỗ này là cái càng zin, và cái đùi dĩa chỗ này cũng là đùi dĩa zin luôn, nhưng mà mình đã có chùi bóng lại cho nên là nhìn ngoại hình nó khá là đẹp và bắt mắt. Xe này thì cái yên zin nó đều bị mất rồi cho nên là mình lắp cái yên này là yên mới, loại yên nhập khẩu, nó cũng rất là chất lượng. Về phần ghi đông bô tăng thì đây là ghi đông bô tăng nhôm, và trên đây thì nó có cái tay bấm xả Shimano, nhưng mà tay bấm xả bên dĩa là nó đã không còn cái hiển thị cái số ở trên cái nắp rồi, còn bên lip thì nó vẫn còn hiển thị được cái số ở trên cái nắp. Tay bấm xả này là tay bấm xả Shimano phiên bản là M310. Bây giờ thì mình sẽ quay đến cái phần cùi đề của xe cho mọi người xem, để mọi người ở xa có thể hình dung được là tình trạng của xe như thế nào. Trước khi mà đăng xe lên bán thì mọi chi tiết của nó bên mình đã kiểm tra, vệ sinh và căn chỉnh hết rồi. Cũng có thợ chạy thử xe luôn rồi, cho nên là mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi chứ không có cần thao tác chỉnh sửa gì cả. Và sẵn tiện đây mình sẽ đo luôn cái phần ống đứng và ống ngang của xe để cho mọi người xem được cái size của nó là bao nhiêu. Về phần ống đứng mình đo từ chỗ cọc yên đến ở ngay tâm của trục giữa là nó rơi vào khoảng 48. Đây, chính xác là 48. Còn cái phần ống ngang khi mà đo song song với mặt đất thì nó kích cỡ của nó là 53. Tổng trọng lượng của con xe này là 11,77 kg. Khung nhôm và càng carbon nhưng mà nó không có quá nhẹ, tại vì tùy vào cái hãng xe thì nó sẽ có những cái trọng lượng khác nhau. Ví dụ như hãng xe Jan á, khung nhôm càng sắt nhưng mà nó chỉ nặng có 10,5 kg thôi. Còn đây là dòng Marin, tùy cái hãng xe khác nhau thì nó sẽ có cấu tạo khung sườn dày và mỏng khác nhau, cho nên là trọng lượng nó cũng sẽ khác nhau luôn. Nãy giờ thì mình gửi đến mọi người gần như là toàn bộ tất cả những chi tiết thông số cũng như là tình trạng của xe rồi. Mọi người nếu mà có quan tâm muốn mua xe thì cứ liên hệ cho mình vào số điện thoại mình để góc màn hình. Ngoài ra khi mà xem video cảm thấy thích, muốn xem thêm những video khác mà mình giới thiệu thì cứ ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp MB. Rồi, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Xe Đạp MB chân thành cảm ơn.